chỉ khát khao cháy bỏng được ra trận của con. Cũng như má đã không giữ được ba và các anh của con, cứ lần lượt ra đi để giữ lấy độc lập tự do cho đất nước. Căn nhà nhỏ như rộng hơn thang, vì chỉ còn má thương ruộng một lần. Má kêu như từng đoạn ruột mỗi khi nhớ đến mọi người. Nhưng đành chịu vì giờ cả nước cùng ra trận. Ở nhà má luôn cầu nguyện cho các con giành chiến thắng để mọi người đoàn tụ bên nhau. Các con nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ